Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chuyện Tiểu Thúy. Thời bấy giờ, quan tể tướng nọ rất hách, nghi vệ phong thái, xiêm áo. Quan hầu so với những cái giả trang của cô gái thì không khác chút nào. Vương cấp gián cũng nhầm tưởng là thật. Mấy lần sai người đến tận cửa nhà họ Vương dò, mãi đến nửa đêm mà chưa thấy khách trở ra, ngờ rằng tể tướng với nhà họ Vương có mưu ngầm. Hôm sau vào chầu sớm gặp mặt hỏi rằng: "Đêm qua tướng công đến nhà ngài đấy ư?" Vương ngỡ là hắn chế giễu mình, chỉ đỏ mặt dạ dạ không nói gì. Cấp gián càng nghi, không dám mưu hại nữa, mà từ đó càng cố kết giao lấy lòng họ Vương. Ông họ Vương dò biết sự tình mừng lắm, nhưng vẫn dặn phu nhân khuyên con dâu sửa đổi những việc làm trước. Cô gái cười xin vâng. Hơn một năm sau, tể tướng bị bãi, liền có người viết thư riêng cho Vương, lại gửi nhầm vào nhà cấp gián. Cấp gián mừng lắm. Trước hết, ông nhờ người quen biết Vương đến hỏi mượn 1 vạn lạng vàng. Nhà họ Vương từ chối, cấp gián thân hành đến nhà. Ông Vương tìm khăn áo mãi cũng không thấy. Cấp gián đợi lâu, giận ông Vương không tôn trọng mình, bực tức định quay ra. Bỗng thấy công tử áo cổn mũ miện có người con gái từ trong cửa đẩy ra. Cấp gián hãi quá, đoạn rồi lại cười và vỗ về công tử, lột lấy áo mũ của chàng mang đi. Ông họ Vương vội ra thì khách đã đi xa. Nghe kể duyên do, ông sợ hãi khóc òa lên mà rằng: "Đây là họa nàng dâu đây, bất nhật sẽ giết cả họ nhà ta thôi." Liền cùng phu nhân vác gậy chạy sang. Cô con dâu đã biết trước, đóng chặt cửa tha hồ cho chửi mắng. Ông họ Vương giận lấy búa phá cửa. Cô con dâu ở trong nhà mỉm cười nói: "Cha chớ giận, có con ở đây. Đào kiếm bố rìu, con cũng xin chịu, quyết không để liên lụy đến cha mẹ đâu. Cha làm thế là muốn giết con để bịt miệng nhân chứng chứ gì." Ông họ Vương bèn thôi. Cấp gián về quả dâng sớ tâu Vương mưu phản, đem mũ miện áo cồn ra làm chứng. Chúa thượng giật mình, xem kỹ thì mũ miện làm bằng lõi cây cao lương, áo bào khâu bằng vải rách. Vua giận cấp gián vu cáo, lại cho Triệu Nguyên Phong đến, thì thấy dáng điệu ngây ngô lộ rõ, mới phì cười nói: "Thế này mà cũng làm vua được ư?" Bèn giao việc cho pháp tỳ xét. Cấp gián lại kiện nhà họ Vương có yêu quái. Pháp tỳ tra hỏi nô tỳ trong nhà, đều nói không có ai, chỉ có nàng dâu điên và anh con trai ngây ngô suốt ngày cười đùa. Hàng xóm láng giềng cũng không khai gì khác. Bấy giờ án mới định, cấp gián bị sung làm lính ở Vân Nam. Nhà họ Vương từ đấy mới biết cô gái là kỳ dị, lại thấy mẹ nàng lâu không đến, ngờ không phải là người trần. Bảo phu nhân đi dò hỏi, nhưng nàng chỉ mỉm cười không nói. Hỏi gạn mãi thì nàng bưng miệng đáp: "Con là con gái Ngọc Hoàng, mẹ không biết ư?" Không bao lâu ông họ Vương được thăng quan trong kinh, ngoài 50 tuổi vẫn lo không có cháu. Cô con dâu ăn ở đã 3 năm mà đêm đêm vẫn nằm nghiêng, hình như chưa có sự chung chạ gì. Phu nhân sai khiêng sập đi, dặn công tử nằm chung với vợ. Được vài hôm, công tử nói với mẹ: "Mượn sập của con mang đi, sao không mang trả? Tiểu Thúy cứ đêm đêm gác chân lên bụng, thở chả được, lại quen tay cứ cấu vào đùi người ta nữa." Con hầu vú ở không ai nhịn được cười, phu nhân nạt phát cho mấy cái, bảo đi. Một hôm cô gái tắm ở trong buồng, công tử trông thấy đòi tắm chung. Cô gái bật cười ngăn lại, dỗ bảo đợi một lúc. Đi ra rồi, nàng mới thay nước nóng đổ vào vại, cởi quần áo chàng ra, cùng thị tỷ đỡ vào. Công tử cảm thấy hơi nóng ngột ngạt, hét lên đòi ra. Cô gái không nghe, lấy chăn trùm lên.
một lát không thấy kêu nữa. Mở ra xem thì chàng đã tắt thở. Nàng vẫn cười nói thản nhiên, không biết sợ hãi. Kéo chàng ra đặt lên giường, lau khô mình mẩy, đắp thêm chăn cho chàng. Phu nhân nghe thấy vậy, vừa khóc vừa chạy vào mắng. Con điên kìa! Sao mày giết con tao? Cô gái chỉ nhoẻn miệng cười rồi đáp. Có người con ngây ngô như thế, chẳng thà không có còn hơn. Phu nhân càng giận, lấy đầu húc cô gái. Bọn thị tỳ xô vào kéo ra khuyên can. Đừng lúc ồn ào, một con thị tỳ chạy đến bảo. Công tử, rên được rồi đấy ạ. Phu nhân thôi không khóc nữa, sờ vào mình con thì thấy hơi thở nhẹ nhẹ và mồ hôi đổ ra như tắm, ướt cả chăn chiếu. Một lát sau không ra mồ hôi nữa, chàng bỗng mở mắt nhìn bốn bên, nhìn khắp gia nhân như không quen ai cả, rồi nói. Bây giờ nhớ lại những việc trước, cứ như là nằm trong mộng vậy. Phu nhân nghe câu nói, không có vẻ ngây ngô lấy làm lạ lắm, dắt con về thăm bố. Hỏi thử mấy lần, quả thấy con không còn ngây ngô như trước. Cả nhà mừng rỡ như vớ được quả báu. Đến tối, sai khiêng trà sập về chỗ cũ, sắp sửa chăn gối để xem sao. Công tử vào buồng đuổi hết thị tỳ đi, sáng ra ngó xem thì sập vẫn bỏ không. Từ đấy không thấy chàng ngây ngô và điên dại nữa, mà chỉ thấy hai vợ chồng quấn quýt bên nhau như hình với bóng. Hơn một năm sau, ông họ Vương lại bị bè đảng của cấp gián Đàn Hạc xin bãi chức. Câu chuyện có phần mờ ám. Trước kia, quan Trung Thừa Quảng Tây có tặng Vương một cái bình ngọc giá đáng nghìn vàng. Bấy giờ định đem ra để đút lót quan trên. Cô gái cũng rất thích cầm chơi, bỗng một tay rơi vỡ. Nàng rất sợ hãi, chạy đến xin cha mẹ tha thứ. Vợ chồng ông họ Vương đang buồn về nỗi phải cách quan. Thấy vậy rất giận dữ, nhiếc mắng, thậm tệ. Nàng đứng dậy ra đi, nói với công tử. Tôi ở nhà anh, những cái bảo toàn được, không phải chỉ một cái bình. Sao không nể mặt nhau một chút? Tôi nói thực với anh, tôi không phải là người. Vì mẹ tôi gặp nạn sấm sét, ơn sâu, được thầy che chở. Lại vì đôi ta vốn có duyên phận trăm năm với nhau. Cho nên tôi đến đây để đền ơn, và cũng để cùng anh chọn nguyền đấy thôi. Thân tôi bị nhức mắng đã nhiều, nhổ tóc mà đếm cũng không xuể. Sở dĩ không đi ngay là vì cái duyên trăm năm chưa chọn. Bây giờ thì làm sao còn nán lại được nữa. Nói đoạn nàng hầm hầm ra đi. Chàng đuổi theo thì nàng đã biến mất. Ông họ Vương ngẩn người ra hối hận cũng không kịp nữa. Công tử vào trong nhà, thấy những đồ dùng của nàng còn ở đó mà người thì đã ra đi.